Sợ mất mặt. What can I do? Mỗi lần gặp người Việt Nam, sư phụ sợ hết hồn, sợ khóc. Ngọc á, Ngọc chỉ muốn khóc, nói nửa tiếng là khóc hai câu. Ai vậy? Nói hai câu là bắt đầu khóc. Gặp nhau ngắn ngủi cũng khổ ha, khổ quá ha. Đỡ hơn là không gặp. Đỡ hơn không gặp là sao? Gặp nhau ngắn ngủi còn đỡ hơn là. Tôi muốn vậy đó hả? Chứ không phải gặp nhau ngắn ngủi nó khổ hơn sao? Tại sao nhớ như vậy cả? Hả? Sư phụ cũng đâu có ba đầu sáu tay gì đâu. Việt Nam ở Mỹ đẹp hết hồn. Ai à. Cái này khó nói ha. Sư phụ không biết you fall in love hả? Chắc giống fall in love với gì phải không? Phải vậy không? Giống như vậy nè, giống như vậy nè. I'm very sorry. Đi qua đây lần nào cũng xài hết cái giấy serviette của tôi. Sao kỳ vậy ha? Bà xã bên đó nói gì, làm gì vậy đó? Tay vậy hả? Nhưng mà nghĩ rồi bây giờ hết không làm rồi hả? Mình đi làm trong nhà hàng chay rồi. Bên Mỹ giờ làm gì cũng khó khăn ha. Theo đúng vợ con cũng qua đây mà qua không được là tại vì tính là bữa 10 tây này nè là đi lấy giấy quốc tịch rồi, lấy passport đủ hết rồi. Nhưng mà nghe tin Thiền Tam cũng chắc cũng tưới được mấy cây. Tưới mấy cây trong sa mạc hả? Nước mắt chảy không rùm hả? Tưới mấy cây. Tính là tháng 5 đi sinh nhật sư phụ á. Hai chồng đi luôn á, đùng một cái nghe tin đi trước hơn nữa. Phải bữa hôm nay phải mà sư phụ tổ chức Thiền Tam có 13 tây hay 12 tây là xong hết rồi, là có được đi hết rồi. Vòng vòng cũng không được đi nữa, coi như là 4 lần. Không là không được đi hết. Không phải tại bên này Đài Loan nó đòi. Đài Loan, mấy người bên Đài Loan họ đòi. Họ nói mấy ngày nghỉ liên tiếp với nhau đó, họ không cần phải xin holiday. Thành ra sư phụ chỉ nghĩ là tổ chức cho mấy người Đài Loan thôi, chứ không có nghĩ là kêu quý vị qua làm chi gấp gáp, tốn tiền. Mỗi lần quý vị qua sư phụ thấy xót xa giùm. Sợ cái nhà băng mỗi ngày nó mỗi sụt xuống. Không sao hả? Còn kiếm được hả? Nhà băng công đức nó lên hoài hả? Nhưng mà hai nhà băng nó cũng phải có cái gì quân bình chút, chứ không cái sụt xuống cái sụt lên thì mệt lắm á. Mấy người Việt Nam kia ngồi dưới chảy nước miếng hả? Thì ngồi lên chút cũng được, mà sợ lát nó thôi ngồi lên đây đi, rồi mấy người kia người ta ngồi đó người ta nghe. Ai muốn ngồi thì lên ngồi. Kỳ cục có mấy người học trò của sư phụ tụi con khỉ rồi khóc lắm. Như hôm qua cái ông kiến trúc sư á, cũng tụi con khỉ á, thương sư phụ dữ lắm á. Bất cứ bác làm chuyện gì cũng làm hết, bất cứ lúc nào cũng làm, mà vợ chồng con cái rồi sư thương hết.
Hai vợ chồng hắn ấy là quen sư phụ từ hồi chưa sư phụ chưa có nổi tiếng tới bây giờ, truyền tâm ấn từ hồi đó tới giờ cũng 6-7 năm á. Mà hắn là mà không có ở Đài Loan, không có một pháp sư nào hắn không biết hết, nổi tiếng nhất hắn cũng biết hết, đi đâu người ta cũng trọng vọng lắm á. Tới đây bắt sư phụ bắt khiên đá thôi, không có trọng vọng gì hết. Tội nghiệp quá ha. Vậy là bây giờ làm sao hả? Fall in love kiểu này làm sao hả? Bà già mà cũng fall in love nữa hả? Cháu nội cháu ngoại tùm lum rồi hả? What can I do for you? Đưa thêm giấy đất để nó ướt hết áo. Bây giờ lũng hết sàn sư phụ. Thôi thì kỳ sau mấy người Việt Nam mà đến đây thì ngồi bờ sông kia nha không? kiếm cây nào mà sư phụ mới trồng đó rồi ôm một bên á, ngồi đó gắn cái motor rồi gắn cái motor ngược cái lên gắn motor cho nó bơm ngược cái lên khỏi cần kiếm cái cây nào mà mới trồng đó rồi ngồi gần bên đó rồi nhỏ giọt ngắn giọt dài vô cho nó sớm cho nó sống lại. Kiếm cái cây nào khô khô đó thì 3-4 người ngồi một chỗ, còn cây nào mà ướt ướt thì 1 người ngồi thôi, còn cây nào mà nó đã sống rồi thì 1 người 2 cây chia cho nó rõ ràng nè hả. Mai mốt sư phụ biết để bản đàng hoàng hả. Cây này thì 1 người 2 cây, còn cây kia thì 1 cây 2 người. Còn cái chỗ nào mà cái lòng sông nó hơi cạn mà nước nó hơi ít á thì phải ngồi súng vô đó. Kêu Đức với lại bác anh hùng sa mạc nè, Texas nè, với lại Ngọc á, hả, mấy tên mà chuyên môn giọt ngắn giọt dài đó cho ngồi ngay mấy cái lòng sông cạn cạn đó nữa, bổ túc vô vậy đỡ. Chảy nhiều quá nên nó lỡ đất thì phải khiêng đá rồi đi. Khiêng đá đất rồi. Không ai vừa vừa thôi chứ phải mình phải control chứ. Mình coi chừng nào nó đầy rồi mình đi chỗ khác chứ. Đúng ngồi lì đó được. Vậy được á, coi vừa được. Hôm trước sư phụ tính rồi. Có cái miếng đất sa mạc đó. 50 ngàn á. Lẽ ra phái mấy người này qua đó đang gìn giữ trồng cây rồi chứ. Viết tên rồi mỗi người trồng mỗi cây để tên của mình vô, coi cây nào mà nó lớn mau nhất là biết người đó là nhiều nữa, giật ngắn giật dài nhiều nhất. Mà đều sư phụ không có chưa rảnh mà cũng chưa biết cái miếng đất nó ở chỗ nào nữa. Cái miếng đất nó ở sa mạc mà đâu có biên giới gì đâu, nó một mịt mù một khoảng vậy đó. Nó ở đây từ đây tới đây vậy đó, nhưng mà không có con dấu, không có làm dấu làm gì chứ không biết chỗ nào. Chắc người nào cũng một miếng đất chắc mua 3-4 lần. Thì thôi được rồi, bây giờ mấy dân tộc của Mỹ đó, mấy người ở Mỹ đó thì hợp lại với nhau tổ chức đi tới kiếm cái mảnh đất của sư phụ đó, kiếm cho nó ra, kiếm cho đúng rồi làm hàng rào đồ lợi, trồng cây rồi vô viết tên đàng hoàng, cái nào của Texas, cái nào của Los, cái nào của San Jose hả, rồi cái nào của Virginia, nó mỗi state, mỗi cái gì, mỗi châu hả, mỗi tiểu bang là trồng một hai cây gì đó, viết tên đàng hoàng. Mà mấy người mà liên lạc viên thì phải trồng 3-4 cây. Mình phải làm gương chứ. Texas thì kiếm trước hả, nước mắt nhiều hả. Niềm cho nó mà Texas à, phải rồi. Thôi khóc quầy, mắt mũi vô răng hết trơn. Về nhà dòm bà xã dòm không ra rồi ôm 7 người khác. Ra đón rồi người thấy người nào cũng như người nào. Ôm bậy, vậy người ta quýnh chết. Con không biết tại sao mỗi như lần kỳ Tết đó rồi. Cái đi lúc mà qua đây cái sư phụ cũng khen con mập, ai cũng khen con mập hết trơn. Cái thấy cái mình sư phụ ốm mà. Cái trường về tới nhà mỗi lần mà để băng rượu vô con không biết tại sao con giống cười mà nước mắt cũng ra. Sao kỳ vậy? Cười mà nước mắt nó cũng ra nữa. Biết được, tới nửa rồi không dám cười luôn. Không dám cười.
Kỳ vậy. Tội nghiệp không? Bây giờ làm sao? Sao mấy người con khỉ mà sao mau nó mất vậy cả? Hồi sư phụ gặp mấy người con khỉ khóc nhiều lắm á. Kỳ ha. Khóc thiệt hay là khóc khóc giỡn vậy nè? Hả? Ớt à? Bộ người ta két sợ ớt. Ai mà nhiều tình cảm dữ vậy hả? Thiệt sao? Sao mình coi mấy cái cuốn gì đó hồi xưa? Sư phụ nhớ hồi nhỏ coi mấy cuốn gì đó, cuốn cò bói đó, mấy người khỉ đâu có cảm tình gì đâu. Hả? Kêu hả? Truyện kêu. Không phải mấy cò bói á. Mấy người tuổi khỉ không có cảm tình gì hết. Hả? Chứ này khỉ có cái đuôi không hả? Đầu cá chứ ạ. Đầu cá. Tiêu chuối. Hả? Cánh gà. Hai cánh gà. Thiếu chuối hả? Chỉ có chuối mèo lý. Chuối mèo lý mới ăn được thôi, còn mấy chuối kia thì không có thấm gì phải không? Ở đây trồng nhiều lắm. Ây da, thôi không ấy vậy nè. Không ấy qua ở hết Đài Loan đi chơi rồi. Hả? Không tính vậy. Tính vậy hả? Tính luôn vậy hả? Sợ không được hả? Ây da. Không ấy mình mua một cái đảo mà ở chung với nhau cho rồi. Đảo Trung Lập á. Rồi. Ai quốc gia nào qua cũng được hết. Miễn chuyện thăm ấn rồi cái qua thôi. Ha. Vậy cũng được nữa. Sợ người ta không cho mình ở chứ. Người ta không cho mình làm kiểu này chứ ha. Nếu mà mua mình làm một cái quốc gia của mình thì được. Ha. Thôi để tính lại coi ha. Tính lại coi. Ha. Làm một quốc gia gì? Quốc gia Quán Âm hả? À, Quán Âm Quốc hả? À, thôi mà còng quá. Hả? Thiên đàng quốc. Mà còng quá. Mấy mình lên kia mình ở chung cho rồi. Đâu có bao xa nữa đâu. Vài chục năm nữa mà. Hả? Mua một cái quốc gia vậy được không? Hả? Ta có chịu không? Không chừng được ha. Mua đại cái hòn đảo nữa đó ha. Ha, nhỏ nhỏ cũng được nữa. Đồng thu qua nhiều quá chắc chìm đảo. Nước mắt rồi nó rớt tùm lum nữa, nó ngập lên làm sao? À, qua rồi thì chắc không khóc, khóc một lần thôi mà ha, khóc một lần đó. Ai làm chiếc ghe? Ấy dùng. À. Ngồi đó rồi khóc, nước mắt chảy xuống chứ đồng thôi chảy lên đảo mình ngập hết trơn. À, không sao, còn mấy mình đào mấy cái hồ mà swimming pool á, nước mắt thiên nhiên, nước thiên nhiên. Tắm một cái là nhập niết bàn liền. Thôi thì bây giờ quý vị về hợp với nhau làm một dòng suối đi, rồi ngồi xung quanh. Khóc nhỏ giọt ngắn giọt dài đi. Chứ để uổng nước mắt quá vậy. Hồi xưa mấy nước mắt của mấy người cung phi Mỹ nữ người ta lấy cái chén nhỏ nhỏ nó hứng phải không? Nghe nói vậy phải không? Có không? Mấy cái chén nhỏ nhỏ bây giờ mấy cái chén mà kêu bằng gì đồ cổ đó nhỏ nhỏ vậy. Hồi xưa để mấy bà mà quý phi rồi hứng nước mắt á. Nước mắt đây là hứng nước mắt làm gì à? Luyện đơn hả? Chắc nó ở Ả Rập rồi nó không có nước nhiều cái gì. Thành giọt nào nó cũng hứng lại tiếc á. Không ấy thôi, thấy quý vị khóc hoài sư phụ buồn quá không biết làm sao bây giờ. Thấy cũng tội nghiệp. Ai, chắc mình làm cái kiểu đó không được ha. Nhưng mà làm cái đó cũng không xong. Cũng có người ra không được. Ví dụ như mấy người ở Việt Nam xứ cộng sản đâu có ra được đâu. Đâu có visa, passport đâu, hả? Mấy người đại lục, hả? Mình cho người vô chứ cũng. Sao? Mình cho người vô. Cho người vô hả? Dạ, mình cho người vô. Thì... Lấn kinh dân, lấn riết cho không còn chạy nữa. Thế là qua mình luôn. Nhưng mà... Như vậy thì rủi nguyên cái đại lục nó chạy qua hết, mình đâu có chỗ ở đâu. Phải không? Thành cái kế hoạch gì thay nó cũng không được, thiệu vậy đó, hả? Nguyên người Việt Nam qua ở cái đảo mình đâu có được, nhỏ xíu à, hả? Mới mua đảo lớn thì đâu có tiền, mà đâu ai cho mình mua đâu. Hả? Vậy giật nước Việt Nam lại, hả? Thôi, nói giỡn chơi. Giật chi? Mình nước thiên đàng mình rộng lắm mà. Bao nhiêu người lên ở cũng được à.
Nước Việt Nam tuy rằng đẹp đâu có thấm thía gì ha. Trên kia nước đẹp hơn. Nước Việt Nam mà sư phụ về đó, sư phụ làm vua. Ai mới ăn chay hết trơn, nếu mà không ăn, ai mà không ăn chay thì phạt. Phạt. Mới mấy con gà con gì cũng sống được thoải mái. Làm vua mệt thế mò, ai thèm làm. Làm vua cực lắm. Làm vua không phải là mình trị nước mình không. Còn phải tiếp những người ngoại giao nước khác rồi nữa, rồi chính trị rồi nữa, phức tạp lắm. Làm đó là coi như là đút trồng vô cổ. Rồi không có thời giờ làm chuyện khác, không có thời giờ giảng đạo nữa. Làm vô mà thấy mồ ai làm gì ha. Nhưng mà nếu mà ăn chay hết thì sư phụ sẽ consider. Nếu mà ăn chay hết thì sư phụ sẽ nghĩ lại ha. Nhưng mà cái này nói chuyện nằm mơ chơi cho vui ha. Hả? Ở gần biển nó móc cá lên. thấy cá thì tới thì lui sợ nó nhìn không được chứ. Nhưng chắc được nha. Thí dụ như ở bên Hawaii đó. Cái cá với người nó bơi chung với nhau, tại chỗ đó nó cấm không có cho câu cá, không cho bắt cá. Cá nó cũng biết. Nó cũng biết cái chỗ đó an toàn à. Thường thường cá mà nó thấy người đi gần tới là nó động, nó chạy phải không? Mà cá đó không có chạy, người với cá bơi với nhau một đàn vậy đó, không biết ai là người ai là cá nữa. Dòm tưởng đâu cá lớn cá nhỏ. Sư phụ thấy đó, nó thanh bình hết sức vậy đó. Thấy đẹp thiệt đẹp, nước nó trong á, nó biển nước trong á, rồi mấy người mà ta bơi ở đó đó, người ta đội nón, đội khăn á, đội đeo kiến đó, rồi bận đồ giống nhái, người nhái đó bơi đó, rồi cá nó cũng bơi chung với nhau, không ai động ai hết. Thiệt là đẹp, cái thế giới thiệt là thanh bình, như vậy mới là đúng chứ phải không? Thiệt là hay. Ở đó mà bắt con cá là $2,000, ai dám bắt? Mắt thấy mồ. Mình không phạt, mình nói bắt một con cá 5,000. Nếu mà thế giới mà tất cả mọi nơi đều bảo vệ lẫn nhau như ở Hawaii ha, con cá mà nó bơi chung với con người như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Mấy người đó, mấy người gì vậy? Tàu hả? Singapore. English. No Chinese. Okay. Biết đâu chừng mình được ha, biết đâu chừng có ha. Không cần lấy nước Việt Nam làm vua làm gì. Nếu Việt Nam mà thánh bình mình đó, nó về đó mình sống chung nhau cũng được vậy, phải không? Cần gì phải làm vua anh chị? Làm vua trên nước Việt Nam thì mọi người phải ăn chay hết. Ai mà ăn chay thì phạt. Đâu bắt ta được. Hả? Bắt ta làm cách mạng sao? Hả? Mình không bắt ta, mình giảng giải chứ. Chồng thì bắt phạt nó quỳ quá ngầm. Vậy còn quỳ phân quá ngầm à? Quỳ hương hả? Cho quá ngầm ngày 8 tiếng. Hết hồn luôn. Rửa nghiệp chướng hả? Mấy ông tỉnh, ông quận, ông này kia nọ, cái tự nhiên yên hết là chưa. Không cần của chứ, không cần, không sợ làm khó dễ mình nữa. Tự là mình thoải mái gì ra vô. Để quý vị về truyền. Quý vị đi về truyền cho mấy ông. Không sao đâu. Cái lúc mà thế giới mà cần thiết á, thì sư phụ làm một cái hệ thống khác ha. Cấp tốc. Pháp giao lý cấp tốc. Em bây giờ cũng chưa thấy gì. Khi nào thí dụ như quý vị có đi ra những nước ngoài đó mà đi chơi hay đi đâu đó thì sẵn dịp mình hoằng pháp luôn.
Chứ bây giờ mình đi đâu cũng ngán đấy mà. Bây giờ đâu giống hồi xưa nữa, đi đâu dùm núi dùm non đấy cũng chán hả? À, nếu mà có dịp đi hoặc là làm business hay là làm công việc gì đó, sẵn dịp rồi mình hoằng pháp luôn, phát sách. À, đi đâu cũng đem sách theo như vậy là một cái hoằng pháp hả? Đặng cho người ta biết. Cái cuốn sách của sư phụ nhiều người coi rồi người ta tự động ăn chay á. Ừ. Người ta coi rồi người ta khai ngộ. Hay có chứ không phải không hả? Houston quý lắm sư phụ. Houston họ xin được cuốn sách họ mừng lắm. Mấy người tạo Houston như lại mấy người Mỹ á. Vậy hả? Ờ. Tại vì gần để một đống sách đó trước đó là nó lại nó lấy mà nó mừng mà nó hỏi nó sợ nó tưởng mình bán đó. Nó hỏi cái này free nó free nó lại nó lấy nó đó mấy người tàu đó mà tàu đó cũng 50-60 ngàn người luôn á. Họ không biết. Không biết. Bây giờ họ như là thấy hình đó đâu. Mình cũng sợ là sợ họ phỉ bán họ thấy hình họ lại cái hình phụ để cái hình phụ bự lắm ở giữa đó. Sao họ biết họ lại? Tại họ vô thấy hình đó rồi coi sách nữa đó. Còn mấy người Ấn Độ thì người nào cũng biết hết trơn. Ấn Độ người nào cũng biết đi. Người nào cũng biết sư phụ hết. Người nào vô mấy hình là họ biết liền à? Là biết là sư phụ là. Dạ. Tại Ấn Độ họ kiểu đó mà. Ấn Độ là thầy của họ, họ mới thờ như vậy, họ mới để cái hình bự như vậy. À. Có Ấn Độ nữa, bên đâu có Ấn Độ nữa. Ở chỗ con ở sư phụ, Ấn Độ cũng nhiều lắm. Ấn Độ với Tàu, Việt Nam. Con trải với chia phụ nghe chuyện cũng vui lắm. Hôm Tết á, ở Phú Quốc á, thì người ta tổ chức hội chợ Tết á. Cái bà xã của bên Cali qua thăm con, cái hai chồng đi vô đó. Xin nói về cho tôi để cái TV tôi chiếu phim. Rồi có lấy tiền không? Cái người ta nói thôi chiếu vì đạo không lấy tiền. Thế bắt đầu chiếu, người ta coi cái ai vô được phát trong cuốn sách, phát hết trong sách luôn. Lúc đó có một cái ông đó cũng đứng tuổi, ông đứng không coi, ông cứ cười hoài. Ông cười hoài mà cái cuốn phim con chiếu lên đó là mục đích của con người. Ông cứ phim cái tên mục đích của con người. Cái ông cứ cười hoài. Cái mình thấy mình mới đứng lên giải thích. Tiếng giải... Anh hả? Dạ. Tiếng Việt. Ai làm cuốn đó vậy? Ờ cuốn của sư phụ hả? Đó vui. Từ đâu có phim nào đâu mà nói hay lắm mà sư không cho sư phụ coi. Dạ tiếng Việt. Rồi cái cô mới giải thích ổng, ổng nói cuốn phim cái đó, cái sư phụ thuyết pháp cái cuốn phim sư phụ nó tưởng đâu cuốn phim gì. Rồi cái ổng mới nói tôi có cuốn phim này bên Việt Nam, tôi sợ bên sư ni sư cô ở bên Đài Loan không có bên Mỹ, tôi mới lấy cuốn phim từ Việt Nam qua đây để tôi cho người ta. Ở đây phim nhiều lắm. Rồi ông, đứng đây coi thấy một đó. Dạ, phim từ Mỹ về Việt Nam rồi từ Việt Nam đi qua Mỹ lại để truyền bá lại. Vui dễ sợ. Gánh củi về rừng hả? Dạ, rồi cô mới hỏi xin lỗi anh ở đâu? Ông nói ông ở Houston. Thì cô mới cho địa chỉ lại chị Cúc, không biết có gọi đi thôi chị Cúc thôi. Có gọi à. Dạ. Việt Nam hả? Dạ, Việt Nam. Gánh củi về rừng. Thấy cũng phim từ Mỹ về Việt Nam rồi từ Việt Nam qua Mỹ lại để truyền bá ở Mỹ là vui dễ sợ. Tội nghiệp ha. Không ấy hả? Sư phụ an bài nhiều chuyện mà không có thể tưởng tượng được đó sư phụ. Cái hôm mà Noel đó sư phụ, má con về bên đó. Cô không ngờ má con bả găng tới cỡ mà đem những cuốn băng mà sư phụ phỉ ba chỉ trách người cộng sản á. Bả đem nguyên hết rồi từ đầu tới đuôi bả đem hết luôn sư phụ. Cái bả đem về đó, cái có một hôm bữa tụi con ngồi thiền vào tối thứ bảy. Có cái chị Liên gì ở đâu trên New York á. Chị gọi con mà con cũng như đi thiền thấp hoài rồi không cũng gặp chị nhưng mà không có nhớ chị. Cái chị nói con chứ cho tôi gặp cô Cúc. Tôi nói dạ em Cúc đây ai vậy? Nói cô Cúc cô còn nhớ chị Liên không? Nói em thì em không có nhớ nhưng mà nếu là đệ tử chung với sư phụ thì tất nhiên là mình là anh em một nhà, chị em một nhà. Nó nói coi tôi cũng ngờ cái chuyện này nó xảy ra đến cho tôi. Cái hỏi sao vậy? Nói tôi đi về Việt Nam. Tôi đem một cái bộ băng là lấy tình thương xóa bỏ hận thù với một cái cuốn là lục độ ba la mật. Ba về tới phi trường Tân Sơn Nhất á sư phụ, cái nó tịch thu. Nó tịch thu đi, ba buồn, ba nói trời ơi con tình từ Mỹ đem về chỉ không có cần hết, chỉ cần đem băng của sư phụ. Nhiều người đem về bị tịch thu lắm. Dạ. Nhưng mà cái tịch thu này nó rất là kỳ bí sư phụ. Cái ba cái cuốn băng nó tịch thu, nó nói là để nó kiểm kê xong xả rồi nó cho ba cái giấy, nó hẹn ngày ba ra ba lấy. Ba ra lấy không biết sao, nó nói nó mà làm mất giấy rồi bây giờ nó không biết ở đâu nữa.
cái không trả lại bà buồn quá, bà là người Tây Ninh. Cái bà bữa đó cái bà buồn quá rồi bà mới từ Tây Ninh bà đi ra Đà Lạt. Thì trên cái chuyến bay trên cái chuyến xe đò bà từ Tây Ninh về Đà Lạt để bà đón em gái bà. Thì bà chị ruột của con á ở bên Việt Nam, bà cũng từ Sài Gòn bà đi về tới Đà Lạt, mà bà bình thường bà đi rất là mạnh khỏe, không biết mắc cái giống gì bà tới Đà Lạt bà ói bà mửa tùm lum, bà lại đi xuống xe đò đó, bà đi đón xe đò từ Đà Lạt đi ra Nha Trang. Thì trên cái chuyến xe đò mà từ Đà Lạt đi ra Nha Trang thì chị Liên đó với lại đứa em gái cũng từ Đà Lạt đi ra Nha Trang nữa, mà chỉ mất mới chỉ là thi có hai người đi thì mua hai ghế thôi, chỉ lại mua ba ghế chỉ để chừa một cái ghế đó chơi thôi à, mà bà chị con thì bà còn có 20 ngàn, mà từ Đà Lạt đi ra Nha Trang thì phải 35 ngàn. Cái ông chủ xe đó ông cũng nói thôi chị lên đi cho chị đi không, nhưng mà chị phải đứng hoặc là ngồi cái ghế giữa thôi. Thì bà lên, bà chị con bà lên bà ngồi, bà mới nghe ủa sao nghe chị Liên đó với lại đứa em gái cứ nói gì sư phụ Thanh Hải, sư phụ Thanh Hải cứ nói hoài, bà chị con thì bà ưa tò mò bà lắng tai bà nghe. Bà mới từ ở đằng trước xe bà chạy ra sau, bà nói có phải cô nói về sư phụ Thanh Hải ở Mỹ không? Cái nói phải. Nói vậy thì cô có biết là em gái tôi là con Cúc nó ở Houston, Texas không? Bà nói trời ai chứ con Cúc thì đi thiền thất gặp hoài. Bà nói bà mới kể cái hoàn cảnh là bị mất phim mấy sư phụ. Bà nói ô vậy đừng có lo, nhà tôi bà già rượu của tôi đem về nhà mấy chục cũng băng luôn. Tự nhiên chỉ mất có 3 cuốn mà bây giờ chỉ có tới mấy chục cuốn luôn. Thành ra bà ra tới Nha Trang đó, bà thâu lại hết tất cả. Bà nói bà khóc, bà gọi con bà khóc, bà nói trời ơi, chẳng những mình cũng mất mà rốt cuộc cái người được 3 cuốn băng đá đi thì hưởng được, có thể hưởng được, còn chẳng những mình không mất mà mình còn có tới mấy chục cuốn nữa. Bà nói trời ơi, nếu mà không có, tại sao một có cái lý do gì mà chị lại mua tới 3 ghế xe? Mà tại sao bà chị rủ con, bà nói bà không bao giờ bị ói mà tại sao bà phải xuống cái xe đò đó, bà đi từ cái chuyến xe đò từ Đà Lạt ra Nha Trang mà phải đón đúng cái chiếc xe của chị Liên đi. Thành ra con thấy là những cái sự cười ý là đều do sư phụ sắp sẵn những cái cơ duyên đó. Với một câu chuyện nữa là cách đây 2 tuần đó. Đem mấy cuốn băng rồi mấy em còn sẵn không có nói hết à? Không á sư phụ, mà không em có, gái con không đi coi hả? Em gái coi con chứ đó, mấy ông không ăn thế nào cũng lại coi. Coi sư phụ, bây giờ họ coi á sư phụ. Em gái con nó lấy chồng cộng sản sư phụ. Vậy hả? Mà nó cũng nó nói nó chịu hết nổi luôn rồi, bây giờ nó cũng coi luôn á sư phụ. Vậy hả? Cộng sản cũng coi hết. Coi luôn. Mà nhờ vậy có, ông có anh, nhiều người cộng sản chuyện cho mắng á. Ông anh rể con với bà chị con mới gửi thơ qua cho đợi cô đợi ở Houston á. Ông nói bây giờ ông mới hiểu được tại sao bây giờ mới biết là Phật tại tâm. Hồi xưa ông đi chùa ông tụng kinh ông làm ngon lành lắm dù. Ông nói bây giờ trời đất ơi muốn đem dục đổ cái thùng rác hết trơn. Bây giờ ông gửi thơ qua ông nói xin sư phụ cho ông truyền tâm ấn. Ông ăn chay rồi hôm Tết rồi sư phụ. Với lại cách đây 2 tuần ấy sư phụ có 3 người Mỹ tự nhiên họ nhận được cuốn sách của sư phụ đó. Họ tới bằng đầu tiên thì 2 người, một người đàn bà họ nói có một ông thầy, cô thầy của bà là người Ấn Độ, bà ăn chay 8 năm. Con hỏi mẹ ăn chay 100% không? Nó ăn chay 100%, bà ngồi thiền nữa. Bà nói bà nhận được cuốn sách sư phụ, bà không hiểu tại sao có một cái động lực nào làm cho bà. Bà cứ cảm tưởng như là phải đi tìm sư phụ thôi. Mà cái bà thì con không biết rõ về bà, nhưng mà cái ông kia lại là ông cha nhà thờ sư phụ. Ông cũng nhận được cuốn sách, 2 người cùng tới luôn. Hai người cùng tới thì trời ơi, con không biết là cái đạo tâm của mọi người như thế nào, nhưng mà con thấy một người Mỹ mà như vậy con cũng con thấy hết sức là khâm phục với sư phụ. Họ tới họ mới bước vô nhà mới vừa thấy hình cái sư phụ là họ chắp tay họ lạy liền rồi sư phụ, mà ông là cha nhà thờ sư phụ. Con nói ủa sao ông này hay quá vậy, cái ông tới ông nói ông muốn thỉnh cuốn Tức Khắc Khai Ngộ quyển 1 quyển 2 của sư phụ đó. Ông lấy mà ông ôm trong lòng một cách con tưởng tượng như là ông đang, con không thể nói được, ông ngồi mà ông hỏi có một câu thôi mà ông mắc cái giống gì ở đâu sư phụ gia trị con nói ông hồi ông với bà ngồi cứ lắng tai nghe không cần hỏi thêm câu thứ hai nữa, mà ngồi đó bà nói bà rất là sung sướng khi tới ngồi nói chuyện. Bà hỏi gì chứ nãy giờ con nói gì con có biết, con cũng không biết con nói cái gì nữa, chứ sau khi tao nói mày xong là tao không biết tao nói cái gì luôn. Bà nói bà hỏi con theo sư phụ lâu chưa, con nói mới được có năm ấy. Bà nói mày có năm mấy mà mày nói chuyện như vậy, còn anh còn ông xã con đứng bên á, ông đi ra vô ông sợ quá, ông biết con nói hay là ai nói nữa, ông đi ra đi vô cũng nói ông cái gì mà con cũng biết ông làm cái gì nữa, tới chừng ta về hỏi anh làm gì đứng anh quát tay hoài vậy, trời đất ơi người ta hỏi có một câu mà em nói một hơi người ta hết đường trả lời luôn đó. Thì mấy người Mỹ người ta nói ta chịu nghe chứ đâu phải tôi muốn nói đâu, cái lúc đó không biết tại sao tôi nói nữa. Cái con nói ngồi cái bà nói bà xin bà nói là bà một ngày nào đó sư phụ tới Houston á thì bà sẽ đi gặp sư phụ, và bà nói bà mong có một ngày bà muốn tới chỗ đó bà xin bà ngồi bà cộng tu.
bà nói vậy, rồi bà lại giới thiệu thêm một ông Mỹ tới nữa sư phụ. Ừ. Ông tới mà trời ơi, con nói thiệt sư phụ, ông mới có tới, không biết sao cái bữa đó hai vợ chồng con cùng một động lực với nhau. Ừ. Tự nhiên đem cái hình của sư phụ dán ngay cái cửa, mà cái cửa gây á sư phụ. Ừ. Ông tới cái cửa gây, ông gõ không được, ông con mấy đứa con nó vô tình nó lắc đi. Ừ. Ông tới đó, ông cứ những nhìn, ông ngó vô hoài, con vừa mở cửa ra, con thấy ông cứ ngó vô, sư phụ ngắm hoài, con nói, ủa, sao Mỹ này không có đứng đây hoài vậy? Ông ra, ông nói, tao nãy giờ tao muốn vô mà cái gây nó đóng rồi. Ừ. Hỏi chứ, tại sao mày muốn vô làm gì? Nói, bạn tao giới thiệu lại đây, đợi tao lại thỉnh hai cuốn sách nữa. Ừ. Mà vô là bước tới nhà là lạy sư phụ như là, mà ông ăn chay 15 năm. Ừ. Hai ba người, một người ăn chay 8 năm, 7 năm và 15 năm, 100% mới rồi. Người ta tu hành thì ta biết, nhưng người nào mà tu là biết sư phụ. Còn không tu nói chuyện khó nghe, nói hoài không ai nghe. Chỉ người tu hành cao như vậy người ta hiểu liền. Thường thường vậy đó. Những người Ấn Độ nào mà thí dụ gặp sư phụ là họ lạy liền. Còn những người mà không có tu á, nói họ cũng hiểu nữa. Khổ vậy. Người ta tu càng cao người ta còn càng kính trọng sư phụ, còn những người tu càng thấp càng không biết gì hết. Khổ vậy chứ. Thì quý vị ở những nơi của mình ở đó thì cũng là sự an bài của trời Phật để mình hoằng pháp vậy đó. Nó giúp đỡ người, những người mà không có được gần gũi sư phụ cho họ biết, rằng họ có thêm cái cơ hội mà họ tu hành. Như vậy cũng là cái trách nhiệm của quý vị. Chứ còn nếu mà mình nhiều khi mình thích ở chung với nhau hoài thì cũng là một việc phải. Nhưng mà ở chung với nhau hoài rồi không có ai san sẻ cái tin vui cho người ta. You don't want? Can you listen? Yeah? Okay, good. Hala. Thưa sư phụ, mỗi lần mà con đi ra gặp sư phụ á, con học hỏi rất nhiều với sư phụ. Mà khi con qua gặp sư phụ, mỗi lần con học hỏi rất nhiều sư phụ. Nhất là con học hỏi được cái sự hy sinh của sư phụ làm cho con về nhà con cứ cảm nghĩ rằng tất cả những gì con làm đều do sư phụ làm chứ không phải con làm. Thành ra con mỗi lần con thấy sư phụ như vậy đó, con về nhà con hăng hái là con làm việc. Mà không gặp sư phụ con chịu không nổi. Thì thôi lâu lâu qua thăm lần. Con không có phải là cô con ruồi mà đi bám sư phụ đâu sư phụ. I know. Sư phụ không có nói gì đâu. Ba thấy cái tình thương của sư phụ vậy đó, con cứ nghĩ là con đem cái tình thương của sư phụ ấy, con về thì con san sẻ cho là đồng tu, trước là đồng tu, sau là tất cả mọi người mà chưa có hiểu cái pháp báo này đó sư phụ. Thì con rất là sung sướng khi thấy mỗi một người tới cầu pháp với sư phụ, con mừng như là hơn cái bản thân của con với sư phụ. Thì sư phụ cũng rất hãnh diện có những người học trò như vậy. Sư phụ cũng vui mừng dùm cho người Việt Nam, vui mừng dùm cho thế giới. Nếu tất cả mọi người thì như vậy hết thì mình độ chúng sanh lẻ lắm. Tất cả những người nào chưa biết mình làm cho họ biết, người biết rồi mình làm cho họ biết thêm, cho họ tinh tấn thêm. Vậy thì sư phụ đỡ nhiều lắm. Nhưng mà tại vì sư phụ hoằng pháp một cách quá là rộng rãi cho nên nhiều khi những người đến gặp sư phụ và đi cầu pháp sư phụ cũng rất là tạp, cái bằng tạp nhập á, không có những cái hạt giống mà nó chắc nhiều, cho nên nhiều khi cũng khổ cực cho sư phụ. Nhiều khi cái lòng tin của họ chưa có đầy đủ, cái phước đức của họ rất mỏng, mà sư phụ cũng ráng đồ cho họ nhưng mà họ cũng không biết, họ làm cực khổ cho sư phụ nhiều vậy thôi. Chứ còn nếu mà tất cả người nào cũng như quý vị như vậy thì khỏe cho sư phụ biết bao nhiêu. Mình cùng nhau, mình hợp sức lại, mình làm cho cái thế giới này nó càng đẹp đẽ, càng hạnh phúc lên. Thì chính mình cũng được hạnh phúc nữa. Kính thưa sư phụ. Con ở Hawaii, kỳ này chúng con qua được 2 người. Con kính chuyển lời thay mặt các bạn đồng tu để trả lời thăm sư phụ. Cảm ơn. Thưa con thì không phải là tuổi con khỉ,
con tuổi con gà. Thì con xin lỗi sư phụ là ngày đầu tiên con gặp sư phụ thì con khóc. Thành ra sư phụ hỏi con không có trả lời được. Tại vì lúc trước khi con đi thì con mấy tháng trước con có xem cái băng của sư phụ nói về những người tị nạn. Thì con rất là xúc động khi con thấy cái tình thương của sư phụ đối với đồng bào quá rộng rãi, cho nên con cái hôm đó con đưa con ngồi con khóc sướt mướt. Nó may mắn là không có con cái vợ con ở nhà, thành ra con khóc thỏa mãn. Với con không biết là thoải mái, con khóc con không biết mắc cỡ. Thì cái hôm mà con gặp sư phụ nó sẽ con cảm động quá rồi con khóc, con xin lỗi sư phụ. Không có sao mà. Rồi với con tiếp theo đây thì con nói cái trường hợp sư phụ lâu lâu cũng phải la cầm chừng, chứ không không la thì quý vị còn khóc tới mức nào nữa, còn níu kéo còn dính tới mức nào nữa, lâu lâu la rồi hết hồn bớt thương đi chứ, thương kiểu này chắc chết không có bớt rồi. Thế con thì đúng ngày mai là con mới được một tháng, con được truyền tâm ấn đúng một tháng. Tháng à? Dạ. Thì con với vợ con được truyền tâm ấn đúng một tháng. Ừ. Thì trước 4 tháng trước thì con có được đọc cái cuốn sách của sư phụ, như con coi cái băng của sư phụ thì tự nhiên con muốn ăn chay. Ừ. Hai vợ chồng con dứt khoát là ăn chay. Ừ. Thì trong những cái thời gian mà con ăn chay lúc nào cũng mong được gặp sư phụ truyền tâm ấn cho con. Ừ. Trước cái ngày truyền tâm ấn ở Bồ Môn Hạ thì lúc đó con có nghe cái tin là sư phụ đi các nước ở Á Châu để truyền pháp. Thì con có đi tới, con lúc đó con mua vé máy bay để con định đi qua Thái Lan để con xin truyền pháp ở bên đó. Nhưng sau đó con nghe ở tin ở Bồ Môn Hạ có truyền tâm ấn, thật ra con đưa vợ con với một người bạn cùng qua bên đó để truyền tâm ấn. Trước khi đứa con nói lại kể cái chuyện này, trước khi mà vợ con đi truyền tâm ấn thì lúc đó vợ con đang làm ở một cái chỗ, cái tiệm mà gà chiên của Kentucky Fried Chicken. Thì con dứt khoát rồi nói vợ con bây giờ không có làm được cái nghề này thì thôi giờ phải xin nghỉ. Thì lúc đó vợ con cũng do dự, vì trong cái gia đình nếu trường hợp mà nghỉ một người thì cái sợ cái vấn đề mà tài chính thiếu kém. Ừ. Cho nên đau khổ bên Mỹ con thì con nói thôi dứt khoát đi, tại vì mình đã chọn con đường này mình đi rồi. Ừ. Thì bây giờ kiếm chuyện khác để làm. Ừ. Mặc dù nó ít tiền hay là nhiều tiền cũng được. Ừ. Thì trong lúc vợ con nghỉ được sau khi trường nó mới về thì vợ con đi học, rồi vợ con cũng để nhà mấy tháng rồi từ từ rồi bắt đầu kiếm việc làm. Ừ. Nhưng mà cái ngày hôm đó vợ con đi gặp cái chỗ cái tiệm nó bán bánh, mua bánh mì, cái nó xin đi offline. Thì trong lúc vô offline thì người ta dặn là qua tuần sau nó tới để interview. Thì ngày đó là ngày con đi làm đó, không có chở vợ con đi được. Vợ con ngồi nó xe bớt á, thì khấn sư phụ, lúc nào con ngồi sư phụ. Cái tới chừng vô trong đó thì ta phỏng vấn người đó, người Nhật Bản, người phỏng vấn tiếng Anh. Vợ con thì mới qua cũng khoảng chưa đến 7-3 năm ở Việt Nam qua, thành ra cũng chưa có rành gì tiếng Anh hết. Nhưng mà khi phỏng vấn về cái con gọi điện thoại về nhà con hỏi người ta có nhận chưa, nói tao nhận em làm rồi, đó là sư phụ dẫn anh đi interview. Con cũng cảm ơn sư phụ đã giúp cho gia đình con có cái sự an bài trong công việc đó, để cho tụi con có thể tu học dễ một chút. Ừ. Này, quý vị thành tâm thì cái gì nó cũng xong suốt hết. Chứ mình nếu mình sợ mà sợ đói sợ lạnh thì nó hơi chướng ngại. Chứ còn quý vị đã nhất định thành tâm vậy thì thế nào cũng được. Sợ mình không thành tâm đó chứ không có sợ Phật Bồ Tát không giúp mình. Con còn có một cái kẹt nữa là có hai đứa con con. Ừ. Thì hiện giờ nó cũng chưa có ăn chay được sư phụ. Ừ. Xin sư phụ gia trì cho nó ăn chay. Dạy dỗ cho nó. Ừ. Để dụ cho nó ăn mặn là nghiệp chướng nặng lắm, chừng chết rồi nó lôi kéo mệt lắm. Cảm ơn sư phụ. Thật ra ăn chay ăn mặn đâu khác gì bao nhiêu, mình bỏ vậy mấy cục thịt mình bỏ đi, mình bỏ thêm vài ba cục cầu hủ vô chi đâu khác gì đâu. Chút chút đi. Thay vì bỏ vài cục thịt vô miếng phở, vô cái tô phở thì mình bỏ mấy cục cầu hủ, mấy cục mì căng vô chi đâu. Hả? Khác chút gì đó, đâu gì đâu, phải không? Nấu chay thì cũng giống như nó mặn vậy thôi. Mà thay vì mình bỏ thịt vô thì mình bỏ đậu hũ với bỏ mì căn vô, mình xào mình chiên,
Hồi trước thì mình bỏ thịt vô thôi, bây giờ mình thay thịt mình bỏ ra, bỏ mì căng vô chứ gì đâu. Hả? Hay là bỏ những cái thứ mà có chất đạm khác vô chứ gì đâu. Dễ ực mà sao ai nói không biết nấu chay thiệt, sư phụ cũng thấy cũng kỳ. Hồi trước nó mặn sao bây giờ nấu chay vậy á, đều nó thay thế cái chất đạm nó khác thôi. Sư phụ thấy người Việt Nam đa số tu hành cũng thành tâm lắm, sư phụ cũng mừng. Lâu lâu gặp nhau một bữa thì cũng hay chứ hả, cổ động cái lòng tin của mình ha. Những người tin ít thì tin thêm, người tin rồi thì tin nữa. con có một câu chuyện này con muốn kể sư phụ nghe, với lại con cũng muốn củng cố đồng tu. Một câu chuyện là trước khi mà mình truyền tâm ấn học, có thể nói là trước khi mình sanh ra đời, trời Phật đã an bài mỗi một người một cái vị trí. Đối với cá nhân con rất là bất tài sư phụ, mà trước khi gặp sư phụ là trước đó gần 4 năm, tự nhiên con học cái nghề nail mà con không biết làm, đi tới đâu người ta cũng gạt con ra, con buồn. Mà tại cái tánh con hồi nhỏ lớn vợ, con cũng hiểu tại sao con làm cái chốt này được. Con không có thích đám đông, mà con cũng thích bạn bè, nó cũng thích sống cho gia đình thôi. Mà cái lúc đó đó con học cái nghề nail, đi tới đâu người ta cũng tìm cách hớt con ra. Cái bữa đó không biết gì con khóc như trời giông, lúc đó ông xã con đi làm, mấy đứa con đi học, con khóc quá trời quá đất. Sư phụ con nói cho con làm cái nghề này mà không cho con giỏi làm sao con biết đâu kiếm tiền đâu mà nuôi gia đình. Cái tự nhiên con mê đi sư phụ, con mê đi, con thấy có một người đàn bà tới biểu làm móng tay dùm cho bà. Cái con nói ủa sao cái bà này kỳ vậy, mình làm cho bà mà bà ngồi bà cứ chỉ mình tùm lum á, biểu bỏ làm sao làm sao làm sao. Thì sau khi bà chỉ xong thì con thực hành liền được sư phụ. Mà trong vòng 3 ngày sau tự nhiên con đi tìm một cái chỗ, mà cái chỗ nó xin lỗi, nếu mà ai mướn làm chắc người ta cũng chạy luôn sư phụ. Vậy mà con lại đi vô con mướn con làm, rồi con rất là thành công. Thì con bây giờ tới lúc đó rồi sau này, sau khi thành công rồi con gặp người ta cho con mượn băng của sư phụ, thì con mới biết rằng từng bước sư phụ dẫn con và cho con có một cái số vốn để đi học cái đường đạo này. Và từ đó con mới biết rằng tất cả những cái gì của con có chính là sư phụ cho con có để mà đi tìm về cái con nguồn cội của con. Cho nên con muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng tất cả những gì của mình có chính là trời Phật an bài cho mình đi gặp sư phụ. Nếu mà mình hiểu được cái điều đó như vậy đó thì cuộc đời mình rất là an lạc. Còn 2 năm nay con theo sư phụ, con tu học, con không có những cái thể nghiệm giống như người ta, nhưng mà con được có một cái tấm lòng rất là an lạc sư phụ. Con không có sợ phong ba, mà con không biết gì tới cái chuyện ngày mai nó, con chỉ biết hôm nay là hôm nay. Nếu nó xảy ra con cứ nhìn lúc con nói chứ trời ơi, cái tâm của con nó đâu mất tiêu rồi. Con nói ước gì con sàng được con, nó mất nó ra làm sao. Hồi xưa thì con rất là lo sợ sư phụ, bất cứ một chuyện gì mà con cũng đều lo sợ, mà bây giờ nó chạy đâu mất rồi sư phụ. Thôi kêu bằng hiện đời giải thoát này. Dạ, con chỉ biết là hơi đủ tiền vé mới đây là con đi kiếm sư phụ ra. Con không biết, không con còn biết ngày mai nó ra sao. Nhưng mà hiện đời giải thoát. Dạ, mỗi một lần sư phụ đi gặp sư phụ là con lại học thêm nhiều bài học từ các vị đồng tu và từ nơi sư phụ. Tại vì nhờ họ con mới vững tâm con tu hành, và nhờ họ con mới biết được. Và những cái gì mà sư phụ dạy con đó thì con về con đem lại, nói lại cho đồng tu và củng cố với nhau để mà tu học. Thành ra con rất cảm ơn sư phụ cho con nửa đời còn lại được tu hành mà không còn biết lo sợ nữa. Cảm ơn sư phụ. Thường thường những người nào mà truyền tâm ấn là từ nhỏ là sư phụ đã chăm sóc rồi, cái lực lượng của sư phụ đã chăm sóc rồi, chứ không phải đợi lúc truyền tâm ấn. Thành ra có nhiều người chưa có gặp sư phụ mà đã thấy được cái hóa thân sư phụ rồi, 10 mấy năm trước hoặc là 20 năm trước cũng có. Thấy những cái nơi mà sư phụ chưa đi qua bao giờ nữa. Này, chứ phải chỉ nói sư phụ đi qua rồi để có thể để lại cái hình ảnh hay là cái gì đó, cái âm vang gì đó không có. Lúc đó mà cái lúc mà họ thấy là cái lúc sư phụ chưa có thành đạo nữa. Cái mà nói về cái thế gian này thì sư phụ chưa có học quán, phép quán âm nữa, chưa có biết gì cả nữa, mà họ đã thấy trước rồi. Cho nên những người nào mà đã, những vị người nào mà có cái mệnh là minh sư á, là ta đã có sẵn rồi, chứ không phải tự đặt ra mà được, hoặc là tự mình muốn mà nó thành.
À, những người nào truyền tâm ấn này, người đã có duyên với vị minh sư đó từ lúc nhỏ đã bắt đầu chăm sóc, chưa sinh ra đã chăm sóc. Chứ còn không thì những người mà đã xuống đây để mà tu hành á, thì là ma quỷ nó đã biết hết rồi, nó bắt đầu từ nhỏ nó bắt đầu công kích, làm khổ sở, làm cho cuộc đời dằn vặt dữ lắm. Ít có người nào mà được song suốt lắm, còn bệnh hoạn rồi thập tử nhất sanh rồi đủ thứ hết á. Đúng vậy đó hả? Có không? Sư phụ ơi, con bệnh một năm con tưởng con chết rồi sư phụ. Con cũng mơ thấy có một ba người đàn bà vô, mà cái người đàn bà ở bên trái nói là nó chưa được đi. Con cũng thấy con chết rồi đó sư phụ, mà cũng trả con trở về. Con, cuộc đời con xem mà nó tan thương lắm á sư phụ ơi. Con có ba đứa con cũng chết, đời dằn vặt con biết bao nhiêu chuyện á. Con biết tại sao. Rồi con như cái chẳng hạn như cái kỳ mà sắp sửa gặp sư phụ lo liệu cho con từ căn nhà cho tới công ăn việc làm business. Sư phụ làm con cái rụt, con không biết đâu mà con đỡ. Có ai mà mua nhà mà cái căn nhà con bây giờ có 30 mấy ngàn, ai vô cũng mất hồn quá đó. Đẹp. Mà sư phụ biết không, con bỏ có 1000 bạc chứ mấy, cái ông nông nói chứ. Trời ơi, bà đưa có 1000 làm sao, tôi hết tiền rồi làm sao có 1000 à. Vậy mà cũng mua được căn nhà. Trời ơi, mà cái căn nhà đó là cái ông đó đó, ông mua 2 căn. Tự nhiên con bỏ căn con lấy căn khác, cái con nhào vô được con người thứ hai mua được căn nhà đó. Mà sư phụ có thể tưởng tượng cái ông mà bán nhà đó, ông con muốn mua căn nhà đó 43 ngàn, con sợ mất đi. Ông nói không được đâu, 37.270 đồng. Ông lựa cái số mà nào mà 9 hoặc là 7 không cho con nói chứ sư phụ. Ông nói sao cái ông này mà kỳ cục tới cái cỡ này. Thường thường người ta ăn lời gần này, ông cũng muốn xuống giá. Trời ơi, con biết tại sao. Tự nhiên lần lần cái sư phụ cho con business, rồi chỉ con làm nail, rồi business, rồi tới có mua nhà trong vô 2 tháng là con làm tùm lum hết trơn chuyện. Rồi đụng cái đi gặp sư phụ, rồi sư phụ. Thật ra con nghĩ những gì con có đúng là sư phụ cho, chứ còn con không thể nào làm được những chuyện này sư phụ. Con nói thiệt với sư phụ, còn một đồng lẻ con cũng quyết tâm làm việc cho tới cùng. Bất cứ nơi đâu con dù chết con cũng không có khe nó sư phụ. Very good. Có nhiều chuyện lắm. Những người nào mà tu hành thành tâm thì họ biết nhiều hơn, biết nhiều hơn. Cái lòng mình nó trong sạch, nó đơn thuần á, thì mình sẽ nhận biết nhiều, rất nhiều, rất nhiều điều mà những người khác không biết được. Mà sư phụ cũng không cần nói ra. Còn nhiều khi mình tu hành không có được bao nhiêu, thì sư phụ có nói hết lòng hết dạ đi nữa cũng không tin. Cũng tin một chút thôi, rồi tin cái đầu óc mình hơn. Sợ sư phụ nói sai, sợ sư phụ gạt, rồi sợ chết đói chết khát đủ thứ sợ. Không phải là tin sư phụ rồi cứ nằm đó đang chờ sung rụng, nhưng mà tin nghĩ là sư làm việc gì mình hết lòng mình làm, mình thành tâm mình làm, sư phụ cũng sẽ giúp đỡ vậy đó. Chứ không phải ngồi sư phụ tin sư phụ rồi nó rồi tôi tin sư phụ rồi tôi ngồi đây là thế nào sư phụ cũng đem gạo đến mì tới. Thì cũng được, nhưng mà mình làm vậy nó cứ kỳ, phải không? Rồi người ta nói mình đi tu tại vì gạo. Rồi mấy người kia người ta tu chưa có phước báo nhiều, người ta vô người ta thấy mình vậy người ta cũng nhào vô người ta tu tại vì gạo, rồi cái thành đạo gạo á. Vậy là người Việt Nam, những người Việt Nam như vậy, tức là những người xuống đây tu hành để mà giúp đỡ thế giới hả? Tu hành vậy mới đúng là phát tâm Bồ Tát chứ. Thôi thì quý vị ráng dằn lòng thương nhớ để mà giúp đỡ cái thế giới này. Chứ nếu mình ở đây mà ôm nhau ngủ một đống đây, mấy chục người đây, thì thế giới bên ngoài kia họ đâu có biết được những cái niềm vui này. Những người họ không có biết được cái tin vui, đâu có ai san sẻ cho họ đâu, phải không? Thành ra quý vị hy sinh. Tại làm sao mà quý vị thương nhớ sư phụ nhiều như vậy? Là bởi vì quý vị ở trên những cảnh giới nó cũng cao đẹp hơn, xuống đây để mà làm việc chung với sư phụ. Tại nên cái lý tưởng mình nó giống nhau, cái tâm hồn của mình nó hợp với nhau, cái mình cũng giống như là đồng nhất thể, đồng một thể vậy đó. Cho nên đi đâu cũng như là cắt dao, cắt tay, cắt ruột, đứt ra vậy đó.
hiểu chưa? Như mình cắt mình ra vậy đó, thì nó khổ như vậy, thì nó mới đau khổ như vậy. Chứ mà ai ở cái thế giới này làm gì mà có mà không phải chồng vợ, mà không phải bà con, mà không phải bạn bè gì đâu. Nhưng khi quen có một hai ngày à, như mấy người đại hàng như vậy, qua nói tiếng, nói có một lần kinh thôi mà mấy tiếng đồng hồ thôi, rồi truyền tâm ấn thôi. Trước sau quen là chưa tới một ngày, cộng hết cái thời giờ lại với nhau mà nói chuyện quen nó chưa tới một ngày, chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Vậy mà khóc lóc thôi, vậy mà bệnh rịnh như vậy, hiểu chưa quý vị, hiểu không? Chứ đâu, còn mình người Việt Nam khóc thì cũng nói, không chừng nó đồng bào với nhau rồi nó khóc á. Vì người Việt Nam qua ngoại quốc khó kiếm thì khóc cũng có thể nói, nhưng mà mấy người kia không, cái đâu có quen đâu. Mà anh thấy ngôn ngữ bất đồng nữa chứ. Nói tiện thì làm dấu tay chân nó tay tình linh. Mà chưa chắc đã hiểu, vậy mà hiểu được, vậy mà hiểu hết, mà hiểu. Lúc mà con chở sư phụ ra phi trường ở Texas ấy, con có kể sư phụ nghe mà con hồi lúc 11 tuổi con nằm chim bao, con thấy cũng như hình, hồi lúc đó con không biết là Phật bà, nhưng mà con sáng là con nói má con, hỏi má con là ai, má nói con nói là Phật bà đó. Thì con diễn tả gì mà dạy con tiếng Pháp với dạy con học nữa đó. Thì khi mà tới khoảng chừng hồi kỳ không biết thì tiền tao thì phải, cái lúc mà con tìm ra cái hình mà của sư phụ, cái hình gì đó. Bận đồ con âm hả? Dạ. Đó là cái hình này con thấy trong chim bao. Uh-huh. 11 tuổi hả? Thật ra sư phụ cũng phải bận mấy cái đồ đó đặng quý vị nhớ chứ. Bận này coi cô thường tao quá. mà trong chim bao khóc nữa, khóc nữa. Forbidden. Không có được khóc hoài. Khóc hơi hết nước mắt để dành mai mốt tưới cây sao mà kêu sư phụ. Sư phụ mà trong chim bao á, con thấy nhiều khi sư phụ giả những cái hình khác nhau mà cái linh hồn con lúc nào cũng biết đó là sư phụ á. Mà nhiều khi con biết đó là sư phụ mà con thấy con khóc nức nở, mà lúc con tỉnh vậy con thấy con có nước mắt. Không biết tại sao mà con khóc, con thấy con khóc ngon lắm á. Khóc ở trong chim bao nó khác. Trong khóc ở trong cảnh giới kia đó, cảnh giới cao. Cái linh hồn mình nó khóc chứ đâu phải nước mắt, đâu phải cái xác mình nó khóc đâu mà có nước mắt. Nhưng mà sao con thấy sư phụ cái giả hình dáng nào mà không phải hình dáng gì mà con cũng biết rồi sư phụ. Con không biết rồi sư phụ á. Mà con thấy như thế là con chạy lên liền à. Hôm qua cái cô gì kia đó đi mất rồi. Có áo tím gì hôm qua đó. Mà dòm thấy sư phụ, lúc nào nhìn sư phụ thấy cũng biến hóa đủ trăm hình vạn. Hả? Cô Phương hả? Tên Phương hả? Ở đâu vậy? Phòng Los hả? Los hả? Đi rồi, về rồi hả? Bữa nay về rồi đó hả? Thì tại sư phụ có nhiều hình dáng khác nhau mà. Kiểu cô có một đứa con trai lúc nhỏ chỉ thích ăn chay không, không thích ăn thịt. Thì cô thấy sao mà nó không thử chịu ăn thịt là làm sao nó lớn. Thì cô cứ ép nó ăn, nhưng mà rồi sau đó ép cũng không được nhiều. Cho đến một ngày kia cô nói là cô sẽ ăn chay. Trời ơi, nó mừng, nó nhảy lên, nó nói thật không mẹ, ăn chay thật không mẹ, luôn hả mẹ. Rồi lúc đó cô mới giật mình là cô trước tới nay là không biết mà ép buộc nó như vậy. Bây giờ thì đứa con trai đó cũng được truyền, cả gia đình đã được truyền tâm ấn hết rồi, thưa sư phụ. Chồng, một đứa con trai và đứa con gái nhỏ nữa. Thì vừa rồi được sư Không Hư truyền tâm ấn cho. Cả gia đình rất là mừng. Thì có một điều rất là ngộ là có một bữa anh nó tới cầm tu. Thì sau khi cầm tu xong tự nhiên anh cứ quỳ xuống anh lạy mà giống như là múa vỏ vậy đó. Ai? Anh người chồng á. Dạ, cứ quỳ xuống lạy mình như múa vỏ như vậy. Lạy gì? Lạy xuống như là múa vỏ như vậy. Múa vỏ à? Dạ, cái kiểu lạy như là múa vỏ như vậy. Thì sư đồng kiểm nói là khi mà mình được truyền tâm ấn rồi đó, có những cái trung tâm trong người của mình nó mở ra. Thì anh làm theo cái động tác, nhưng mà có lẽ ngày xưa anh học qua những cái điều này. Anh rất là mới vào nhưng mà rất là tin sư phụ và rất là thần tâm. Sẵn có một vài câu chuyện nhỏ xảy ra ở thiền đường, có muốn kể cho chúng tôi nghe luôn. Trong những dịp Tết vừa rồi, thiền đường có tổ chức một
một vài cái buổi hội chợ Tết ở trung tâm cộng đồng Việt Nam. Thì có nhiều người nghe tiếng sư phụ sơ sơ, họ đi ngang qua đó thì trung tâm có chiếu phim thuyết pháp rồi bày sách vở của sư phụ ra cho họ coi. Thì có nhiều người thì xưa nay chưa bao giờ biết. Thì mở ra từ sáng sớm cho tới khuya 11 giờ, lúc nào cũng tấp nập người và đứng coi như vậy. Thì lúc đó tụi con coi quay phim. Thì có nhiều người đứng coi mà miệng cứ hả ra đó. Rồi nét mặt cứ nhấp theo cái tiếng nói của sư phụ như vậy. rất là thích cười. Thì con mà mê mẩn hả? Dạ mê mẩn, cái miệng hả ra, người nào là người nấy miệng hả ra hết. Và lúc nào sư phụ cười thì cái miệng cười theo. Cái phim nào vậy? Phim nào cũng vậy? Phim nào cũng vậy, dạ. Rồi họ đứng đó, họ chờ giúp chừng nào mà hội chợ Tết đóng cửa hết á, cái gian hàng của mình là gian hàng đặt cuối cùng đóng cửa đó, họ mới chịu ra về. Dạ. Rồi nói về cái mấy cái hình ảnh mà mấy quần áo mà sư phụ mặc khác nhau đó. Thì có một cái cô kia tự nhiên cô chạy tới thiền đường, cô nói là cái hình trên báo mà sư phụ mặc bộ áo Quán Âm đó, qua Quán Âm mà mặc màu áo trắng đó. Cô nói 15 năm về trước cô ngủ trên bao, cô thấy có một cái người này dẫn cô đi tới một cái cảnh rất là đẹp. Thì cái vị đó nói là có muốn ở đây không, thì cô nói không, cô muốn đi về. Thì 15 năm về sau cô cầm tờ báo lên, cô thấy cái người này, cô mất hồn, cô sợ quá, cô chạy đến thiền đường, cô hỏi thăm tin tức của sư phụ. Thì không biết là lúc này cô ra truyền tâm chưa thì con chưa biết. Còn nói về hồi nãy sư phụ có nói là từ nhỏ những người mà được sư phụ truyền tâm ấn, có lẽ sư phụ đã giúp đỡ từ nhỏ. Thì và sư phụ cũng nói là khi tới đây gặp nhiều khó khăn đó sư phụ, thập tử nhất sinh đó, thì con nhớ lại là con có xảy ra nhiều chuyện xảy ra trong đời của con. Chuyện thứ nhất con nhớ là con lần đi tắm biển, lúc đó con không biết bơi, thì theo mấy đứa bạn điêu cái phao đi ra ngoài, thấy nó nhảy xuống mình con cũng nhảy xuống. Thì nhảy xuống mà sao thấy tự nhiên là mình biết thở như vậy. Thì sau này có một người Đài Loan, có đồng tu Đài Loan nói là đi bơi với sư phụ đó, cũng nhảy xuống mà sao mà dưới đó cũng thấy thở được. Thì con nhớ lại y như cái hoàn cảnh mình lúc con nhảy xuống dưới biển như vậy, cứ đứng đó mà tự nhiên thấy mình thở như thường như vậy. Chỉ biết đứng đó đưa cái tay lên trên cao mà thấy rất, mình thấy rất là tỉnh. Rồi mình chập sau có người níu lên dẫn vào bờ. Rồi nhiều lần bị xe tông ở sư phụ, tông một cái mà con văng lên trời rớt xuống bạch một cái vậy mà xe nó cán ra. Mà tới đó, ngay cái lúc giữa bánh xe đó thì nó vừa đứng lại luôn. Rồi có một lần hồi nhỏ có đi làm cho người ta, thì làm trong nhà máy. Đang đứng làm như vậy thì bị những cái ga đó, hơi ga nó xịt ra, tối tăm mặt mày hết, thì bật ngửa té ra sau, trong khi máy mà sao nó đang chạy á. Mà tự nhiên có một cái gì đứng đỡ lại sư phụ, chỉ còn một chút, dính một chút xíu thôi là nó cuốn vô trong máy là chết tôi rồi. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Biết thì là tốt, tưởng đâu có gì cũng của mình. Nhà tôi, nhà của tôi, job của tôi làm tôi mua. Vậy mà bữa hôm trước sư phụ biểu bán cái nhà nó qua đây còn tiếc. Sợ mất job hả? Để quý vị biết thì sư phụ sanh cỏ, mộ sanh cỏ. Thưa sư phụ, con kể lại cái trường hợp con cũng giống như anh bạn của con. Là hồi nhỏ con ở trong nhà con thì con thường hay đốt nhang và thay nước trên bàn thờ. Thì tối con ngủ dưới bàn thờ, thì nhằm đến ngày rằm thì Phật Bảo Ngâm hiện ra, trong cái hình nó hiện ra, bẻ con quậy bỏ đầy người con hết. Bẻ cái gì? Bẻ bụng huệ á. Rải lên đầy người luôn. Em còn sợ. Con sợ mà con không mặc gì nữa. Cái con nói mà con nói ngày nào thì bóng thằng dính vô người luôn á. Cái con giật mình ngồi dậy cho hết. Rồi sau khi con gặp được sư phụ mà con cũng chưa biết cái hình này. Nhưng bây giờ cũng có được hình này, cũng muốn hình đeo vô. Và tất nhiên là con cũng đã không thấy sư phụ hồi trước rồi. Rồi cái hôm Tết năm 90 con có về Việt Nam á. Mặc quần áo vô nó mới giống hả? Dạ. Mặc cái này nó mới giống hả? Con mặc quần áo. Con về Việt Nam con nói má con lần này con về chắc con không về nữa. Con đi xuất gia. Má con đi xuất gia hả? Không được. Cái
con nói giờ con muốn, con không có thể nào con ở ngoài được. Cái cuối cùng mấy đứa em với má cũng cản hồi cái thôi, cái bà má mới khai thiệt ra. Khai bà nói thôi giờ để má nói con nghe vụ này. Thì má nói là lúc mới sanh con ra đó, thì ông ba ông lấy cái số tivi ông chạy tới chùa ngâm á, thì coi tivi chùa Tàu á, thì người ta nói là lớn lên á, y làm thầy tu. Cái con nói trời, vậy cũng có lý ha, cũng giống nha. Nhưng mà cái con gì bên đây, con cái miệng không ấy còn nói nhiều qua cái giữa chân cẳng bị cộng hết trơn, đi không được nữa. Mấy cái bài ca nó cột giò con cứng ngắt vô, nó biết xin lỗi chưa. Hồi nãy kẹt cứng không đi đâu được hết. có hồi sư phụ cũng muốn con làm việc giúp sư phụ một phần nào đó. Lúc đó là mấy cái phật ca nó cột cứng ngắc cái giò con, thành con trốn luôn, không dám nói năng gì chưa. Ai cột cứng ngắc? Rồi cái lỗi sư phụ tha thôi. Có xá hả? Thiếu nợ dữ vậy đó hả? Xài gì dữ vậy? Con cũng có mấy lời xin nói sư phụ. Xin trước nhất là xin riêng cá nhân con xin cảm ơn sư phụ, tại vì theo con thì con biết còn mấy người mà chắc là đồng tu nào cũng vậy hết. Và cái ơn, nếu nói cảm ơn thì cũng không mấy gì đúng, là tại vì cái ơn sư phụ quá lớn, thì sư phụ đã nuôi nấng con từ nhỏ, là tất cả những người nào sư phụ đã truyền tâm ấn thì sư phụ đã nuôi từ nhỏ hoặc là nhiều kiếp trước rồi. Cộng với lại sư phụ đã truyền tâm ấn cho, cũng như sư phụ đã đốt cái đèn của chúng con ở trong tâm lên. Mà mặc dù đó là đối với cá nhân con là cái đèn nó quá nhỏ đi, nhưng mà chung quanh cái đời sống của cái đời thời kỳ này thì nó quá trời là bão tố. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, tụi con phải cũng hứa với sư phụ là bảo vệ cái đèn đó cho tới qua cái đêm dài tối mà bão tố đó, để hy vọng rằng một phần nào đáp ơn của sư phụ. Cũng không may gì đúng, là tại vì cái ơn của sư phụ quá lớn, thì sư phụ đã nuôi nấng con từ nhỏ, là tất cả những người nào sư phụ đã truyền tâm ấn thì sư phụ đã nuôi từ nhỏ hoặc là nhiều kiếp trước rồi. Cộng với lại sư phụ đã truyền tâm ấn cho, cũng như sư phụ đã đốt cái đèn của chúng con ở trong tâm lên. Mà mặc dù đó là đối với cá nhân con là cái đèn nó quá nhỏ đi, nhưng mà chung quanh cái đời sống của cái đời thời kỳ này thì nó quá trời là bão tố. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, tụi con phải cũng hứa với sư phụ là bảo vệ cái đèn đó cho tới qua cái đêm dài tối mà bão tố đó, để hy vọng rằng một phần nào đáp ơn của sư phụ. It's okay. Dạ thưa sư phụ, con có câu chuyện mà con theo dõi từ gần 2 năm nay. Con có một lần con lái xe trên freeway đi về, cái con lúc đó trời mưa, mây lúc trời mưa là nó một màu, nó không có mây từng cụm. Thì tự nhiên con nhìn trên bầu trời, con thấy có một cái vật gì nó bay. Cái con nhìn lên, con nhìn kỹ thì con thấy giống con rồng lắm, y hệt à. Mà con nói chắc có lẽ là máy bay trực thăng người ta bay. Nhưng mà bay không thể nào mà nó cao, nó vô trong mây, nó ra trong mây. Rồi con nhìn kỹ thì đầu rồng nó y hệt như vậy, bay mà bay uốn lượn. Mà nếu mà mây thì một hồi nó sẽ tan, nhưng mà nó không có tan sư phụ. Con nói gần nửa tiếng đồng hồ mà nó đi rất là chậm, đi từ từ bay ra bây giờ. Cái tự nhiên như là trong cái tâm cảm con nói là có ai nói như là Houston sắp có người nào mà sắp giáng thế, thì con nói có như là cái vị nào mà lớn lắm sắp tới đây á. Cái một năm sau đó sư phụ tới Houston, con nói chắc là sư phụ rồi. Nhưng mà con cũng còn đợi. Cái một lần đó con nằm chim bao, con thấy cũng giống một cái đêm như vậy đó, cũng mây bay tới, tự nhiên biến thành rồng bay xuống rồi đùa giỡn với con. Cái mới ban đầu con sợ lắm, nhưng mà từ từ con quen, con vui. Có một lần mấy đồng tu Houston mở cái nhà hàng chay, cái có mấy người Tàu chạy tới, không mấy người Tàu mà nhiều người lắm, tới phá nó là không có cho mở nhà hàng ở đây. Thì tự nhiên cũng có một đám mây bay tới, rồi rồng bay xuống đuổi mấy người đó đi. Cái con giỡn hồi cái rồng bay đi á, cái con chạy theo, con nói you come back see me. Mà cái giọng con giống như là một đứa nhỏ khoảng chừng 3 tuổi à. Con nói see me ok. Thì rồng vừa bay lên, cái tự nhiên nửa mình rồng biến thành sư phụ, còn nửa mình còn con rồng á. Mà sư phụ vừa chắp tay ấn, sư phụ vừa gật gật cái đầu vậy đó. Con nghĩ chắc con rồng mà con thấy là sư phụ á.
Cái tượng trưng tại cái thế gian này rồng là tượng trưng cho sự cao quý nhất kia đó, cho quyền uy. Vua quyền uy, vua chúa vậy đó. Rồi sao nữa, hết rồi. Thưa sư phụ, con cũng nằm chiêm bao thấy tương tự như vậy đó sư phụ. Bữa đó con nhớ sư phụ quá, con ngồi thiền cái con nói sư phụ, con nhớ sư phụ quá, sư phụ cho con thấy sư phụ đi, bằng hóa thân cũng được hay là bằng nhục thể sư phụ cũng được. Cái con thiền xong cái con ngủ, sư phụ con thấy con rồng y như rồng của Phật Bà Quan Âm cởi ở trên chụp cái hình đó. Thưa sư phụ, con thấy bay trên mây trông đẹp lắm mà bay lượn uống gì. Cái con nói chắc là sư phụ quá thân về cho con thấy đó. Dạ thưa, cảm ơn sư phụ. Sư phụ cởi trên con rồng đó, không thấy sư phụ thấy con rồng không à? Dạ thưa sư phụ, con nghĩ không phải những tấm lòng tu tin đặt lòng tin nhiều nên sư phụ, con nghĩ nhiều người lắm, rất là nhiều người thích sư phụ. Dạ nhưng mà có cái điều họ không thể ăn chay được, không thể rất là nhiều người sư phụ ai cũng nói trời ơi tôi thích thì sư phụ thân hại quá, ai cũng thỉnh bắn vậy sư phụ. Dạ rồi họ phô mừng bắn rồi thỉnh bắn. Dạ không phải một mình đồng tú đấy là quý thương rồi là sư phụ, nhưng con thấy rất là nhiều người họ mong muốn và mong muốn được tuyên pháp những cái bị khó khăn của người ta là họ không thể ăn chay được. Thế vậy họ phép phương tiện á. Dạ vậy họ niệm. Dạ, nhưng mà con nghĩ nếu như mà họ quyết chỉ hoặc quyết chỉ thuyên tâm ẩn thì sư phụ cũng đồ như thương. Con nghĩ thế. Chứ lúc xưa có nhiều người không ăn chay được sư phụ. Biểu họ ăn chay kỳ á, họ ăn chay lần lần á. Họ ăn chay được chừng nào hay chừng đó đó. Dạ. Dạy phép phương tiện cho họ. Dạ, dạ. Vậy cũng được, nếu họ tưởng nhớ sư phụ cũng giúp họ. Dạ. Sẽ không sao đâu. Dạ. Hồi tưởng lại lúc mà mình còn nhỏ tới giờ sư phụ, nhiều cái chuyện nó kỳ bí, gặp sư phụ rồi nó giải tỏa hết tất cả cái sự mà nghi ngờ của con á sư phụ. Con không hiểu tại sao cuộc đời của con á không có đầy đủ như người ta, nhưng mà cái gì mà đưa đến sự tan thương á là lúc đó có Phật Bà, có Phật trời che chở liền rồi sư phụ. Đẩy con lên kinh tế con cũng đi, biểu con làm gì con cũng làm hết, mà lúc nào con cứ nghĩ là nghĩ tưởng là cho người khác thì lại là tới con không mà sư phụ. Con nghĩ là mất rồi cho cái người này thì rốt cuộc đưa lại đến cho con ăn. Mà con không hiểu tại sao con có một cái lực lượng, chắc có lẽ sư phụ cho con từ cái lúc nhỏ. Nhiều lúc con nhịn đói cả tháng con uống nước mà con không biết đói á sư phụ. Con có hiểu ở đâu mà mình có những cái kỳ cục vậy mà nó không bao giờ nó làm cho con sợ sệt đấy sư phụ. Rồi những cái lúc mà con đau khổ nhất á, là con khóc, con nghĩ tới trời Phật, con nói sao để cho con vậy, cái là con có được cái phước báo liền sư phụ. Thành ra con nghĩ tới bây giờ con rất là rõ ràng, minh bạch là cái gì cũng sư phụ cho hết đó sư phụ. Hồi nãy sư phụ có nói là có nhiều người coi sách sư phụ là bạn chơi luôn, thì cách đây khoảng 10 ngày cái cuốn sách mà bằng tiếng Đức sư phụ gửi qua, con có phát cho một số bạn bè đó, thì có cái họ đó bả nhận, người Đức nhận một người Việt Nam làm con nuôi. Thì sư phụ cũng biết bên Đức nếu mà người già thì thường ở trong Altenheim, nơi viện dưỡng lão á, thì bà đó bả không, bả bệnh nhiều lắm, thì bả không đi chữa ở bác sĩ mà bả nhờ ông Heilpraktiker chữa bệnh giùm cho. Thì một hôm ông Heilpraktiker đó ông tới thăm cái bà đó, thì ông thấy tình cờ ông gặp cuốn sách của sư phụ. Ông hỏi bà đó là ông mượn, ông hỏi bà đó đọc chưa, bà đó nói là chưa đọc. Ông mượn đem về đó, thì tối đó ông về đó, tự nhiên ông thấy hào quang, ông nói bằng tiếng Đức là Strahlung, ông thấy Strahlung ở trong cái
cái cuốn sách đó. Nói tiếng Việt, nói tiếng Đức, không có hiểu Stralung là cái gì hết á. Cái hào quang ở trong đó phát ra. Người Mỹ thì nói thì chen tiếng Mỹ vô, rồi người ở Đức thì nói tiếng Đức vô, không biết mà mốt cái tiếng Việt Nam nó thành cái gì ạ. Stralung tức là cái hào quang, ánh sáng. Thì ông đó, ông mới gọi điện thoại lại cho cái bà già nuôi của anh Hưng đó. Rồi bà già nuôi anh Hưng đó, gọi điện thoại cho anh Hưng, mà anh Hưng đó, con đang làm ở trong chỗ con làm đó, thì anh gọi cho con liền buổi tối. Thì anh nói cái chuyện đó là cái chuyện mà hồi đó giờ anh muốn mà không được. Mà cái ông đó, ông hồi đó giờ ông không có biết gì sư phụ ở trên mà ông lại thấy được như vậy. Đó, thành ra sư phụ nói như vậy thì con cũng đưa cái đó ra để cho mọi người đều biết chuyện đó chút. Ngoài ra thì con cũng có nghe tin nếu mà sư phụ không được sư phụ xác nhận là tháng 7 này, nếu sư phụ có qua Đức không? Tháng 7 này nếu mà sư phụ qua Đức thì tốt. Không hiểu gì hết. I don't know. Tại sao phải qua Đức tháng 7? Sư phụ qua là tốt. Tại vì nếu mà qua được truyền pháp cho người Đức thì tốt, sư phụ. Tốt cho người Đức ha. Sao cô bói hả? Cô bói thấy tháng 7 tốt hay sao? Ngày mấy, mấy giờ, ngày nào? Trong bói nó sát giờ nào tốt chứ. Cô cô bói hay sao? Hả? Sao phải tháng 7? Tại vì hồi sáng có anh đó, anh trên trước khi đi xe đi về Mỹ đó, anh nói con như vậy, anh nói là nghe nói là tháng 7 này sư phụ có Đức, nên con định hỏi như vậy có đúng không? Nghe tin dịch nữa. I don't know yet. Sư phụ chưa có biết gì hết. Ich weiß noch nicht. Tức là cái ông nó cũng mượn cuốn sách của sư phụ, của cái bà đó, sách mà sách biếu của sư phụ đó, tức cái ngồi nhỏ nhỏ đó, đem về rồi ông về rồi ông thấy hào quang. Ông nói từ hồi đó tới giờ ông muốn cái hiện tượng này mà chưa bao giờ xảy ra, bây giờ ông đọc cầm cuốn sách của sư phụ không mà có hào quang thì ông mừng vậy đó. Trả lùng hào quang nói nhưng mà đặt tiếng Đức vô ai biết đường đâu. Người Việt Nam ở Đức là chuyên môn vậy đó. Nói dài và tiếng sen tiếng Đức vô. Rồi người Mỹ ở Việt Nam ở Mỹ cũng vậy, nói dài và tiếng cái sen tiếng Mỹ vô. Hả? Information, job, cái job, free, freeway, con đi cái freeway. Hả? Con đi tomorrow. See you tomorrow. Bây giờ mà những người Việt Nam mà lưu lạc ở quốc tế đó ha, ở các nơi trên thế giới đó hả, mai mốt nước Việt Nam hòa bình rồi mà về gặp nhau thì thôi, không ai biết ai, không ai hiểu ai hết. Người thì nói Stralung, người thì nói gì Radiance hả, người thì nói Job, người thì nói Arbeit, người thì nói Water, người thì nói Wasser, tùm lum hết đó, rồi kẹt nữa, kẹt hết cả đám hả, không ai hiểu ai chứ. Rồi người ở bên Pháp qua nữa chứ hả? Động một chút cái bonjour môn sư rồi người ở bên Tàu về, rồi người bên Nhật tới, rồi người hả Phi Châu đến, rồi thôi Việt Nam chắc không biết cái tiếng Việt nó biến thành cái tiếng gì. Việt Nam tiếng Việt đã nhiều quá rồi phải không, bây giờ thêm mấy cái ngoại ngữ này vô nữa thôi chắc chết hả. Mấy đứa nhỏ mà sau này mới đẻ ra đó cũng mệt lắm, muốn nói một câu phải tra 4-5 cái từ điển á. Muốn nói được một câu, muốn nghe hiểu một câu phải tra 4-5 từ điển Pháp, Việt, Anh, Mỹ đủ thứ hết trơn hết rồi hả. Nghĩa là bây giờ sau này nhà nào mà cái bừng có văn hóa dữ lắm đó, phải mua 100 cuốn từ điển các nước khác nhau mới hiểu được cái tiếng Việt Nam của mình hả. Thành ra mai mốt cũng giống như dân Tàu vậy, nói mấy 100 mấy chục tiếng địa phương á, rồi chắc mệt rồi không thể nào mà nói chuyện nhau được nữa.
Chắc người Tàu hồi xưa cũng vậy đó. Họ đi buôn bán các nước, họ đi đủ thứ nước rồi về đó. Mỗi người đem theo một mớ tiếng ngoại ngữ đó. Rồi nhập vô thành ra tiếng, đủ thứ tiếng địa phương hết. Không hay vậy. Điên quá. Chắc hồi xưa đó. Hồi xưa mình bị Tàu đổ hộ đó, rồi mình cười họ đó. Mà nói cái xứ của anh nói 100 mấy chục thứ tiếng không ai hiểu ai hết. Cười người ta rồi bây giờ người ta cười mình á. Người Việt ở Mỹ về thì nói tiếng khác, người Việt ở Đức về nói tiếng khác, người Việt ở Pháp nói tiếng khác nữa. Hả? Hả? Người Việt ở Pháp về rồi uống ly cà phê hả? For you, for me, for me. Người Pháp for me, for me. Rồi người Mỹ nó for me, for you. This is for you. Khổ vậy. Cái chuyện này ai cũng biết hả? For me, for you ai cũng biết hả? À. Thôi người nào còn bao nhiêu ra hả? Dư bao nhiêu ra đà? À, tao bắt nói đi. Thưa sư phụ, tôi còn ở Dallas, Texas. Ừ. Sao? Lực lượng của Dallas, Texas thì yếu. Bởi vì tất cả đồng tu thì chồng tu, vợ không có tu. Ừ. Thành ra chỉ mình... Hai biểu lấy lộn chi? Cưới nhau không coi trước. Mà không biết sao mà ở bên đó hầu hết là mấy bà cứ nghĩ là sau cái thiền tam này sư phụ qua Mỹ. Và yêu cầu con là khi gặp sư phụ là mời sư phụ đến Dallas một lần. Nói cứ nói vậy, nói chuyện trên mây trên mưa, không ai muốn nói nhiều nói vậy đó. Người thì nói qua Đức, người nói qua Mỹ, rồi người nói qua Costa Rica, người nói qua Ấn Độ, người nói qua Tàu. Khổ vậy đó, thân này biết sẽ làm trăm ảnh hả? Mọi người đều cảm ơn sư phụ, sư phụ giúp đỡ cho tất cả những người mà đã được truyền tâm ấn. Thì riêng gia đình con nãy giờ không muốn nói những điều đó, bây giờ thể nghiệm mọi người cũng đều nói nhiều quá rồi. Thật sự vừa rồi đó, thì riêng cá nhân con thì cũng đã thấy cái chuyện như cái sau cái truyền tâm ấn á, đi lái xe đường nó đóng băng, thì vừa lên xa lộ thì nó trợt xe chạy qua chạy lại mà ở dưới xa lộ nó lên. Đang lúc đó là sư phụ dặn là phải niệm năm vị Phật bất cứ lúc nào. Thầy vừa lái xe mà vừa niệm Phật, nhưng mà cái xe thì nó chạy qua chạy lại mà xe dưới nó lên, lúc đó cũng quên niệm luôn, cái lúc sợ quá rồi cứ Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư. Cái bánh xe nó tấp vô cái thành cầu cái rầm, chứ tự nhiên cái chân mình nó đạp ga cái nó giọt luôn, chạy luôn. Cái nó hết trợt nó chạy luôn về tới nhà luôn. Rồi về tới nhà thì sợ quá rồi cũng không có dòm cái xe nữa, thôi về thôi kệ nó, ngày mai lo tính sửa sao. Sáng mai ra lấy cái xe chạy không được, tại vì cái bánh nó cạ vô trong, mà cái lúc đó thì nó chạy về nó không có cạ. Chạy về mà không có cạ. Dạ. Mà về tới nhà nó mới cạ. Dạ, nó không có cạ. Chứ nếu mà nó cạ thì nó bể cái bánh ở đâu chạy được, mà lúc mình chạy á thì xung quanh hai bên đường á xe nó nằm dài. Mà cũng bữa đó nó nằm. Xe bác chạy thôi. Nó nằm thì chắc. Một xe nào cũng nằm hết. Nếu mà nó nằm thì chắc bữa đó lạnh cống cũng chết luôn. Quý vị lái xe đó. Mấy cái chỗ lạnh nó phải để một hai ba cây đèn cầy ở trong đó đó. Thí dụ mà biết mà ha, biết chưa? Không biết hả? Ồ, đốt cái đèn cầy đó nó cũng đủ ấm, nó không có chết lạnh ở trong xe. Một cái đèn cầy cũng đủ. Để mấy cây đèn cầy ở trong xe cứ đốt hoài, đốt cả đêm á. Cứ hả? Niệm liên thì không sao, đóng cửa lại đốt đèn cầy trong. Liên tục chạy về tới nhà luôn. Nhưng cái chuyện mới vừa rồi thì trụ được cái xe vợ cũng đi làm. Lái về tới đó cái bị cái timing bell nó đứt. Cái gì? Timing bell của cái xe á sư phụ. Cái dây cua máy cái đó không biết dịch gần cái gì. Rồi sao? Đức cái thì nằm ở đó thì con ở trong đang làm công sở nó điện thoại vô. Nên bây giờ biết ai giờ thôi gọi ông đồng tu. Ông là cột dây kéo về nhà. Chạy ra tới cái đường mà exit xa lộ nó lên. Thì lúc mà tan sở nữa, cái dây nó đứt. Xe đổ dốc. Rồi ông chạy trước cái xe này chạy theo sau. Mà qua hai lần đèn đỏ sư phụ mà dưới xa lộ nó lên, exit nó lên, ào lên. Cái ông kia ngồi đó, Mỹ nó ngẩn ngơ hết trơn. Mà không có chiếc nào đụng hết. Không đụng gì hết. Dạ, nó lên ào lên mà tan sở. Sùa biết là xe biết là bao nhiêu mà xe mình đèn đỏ cũng chạy luôn. Qua hai lần đèn đỏ luôn rồi lên, tới lên cái dốc thì nó ngừng lại. Nó hết chạy được nữa, ngừng lại. Không sao hết. Thì lúc đó rồi hỏi bạn sao rồi, nó quýnh quá là cứ niệm sư phụ không chứ không có niệm Phật nữa.
Bỏ năm vị Phật ngồi một đống. Sách sư phụ ra xài. Bác sư phụ lái xe, bác sư phụ sửa xe, bác sư phụ làm đủ thôi, ok. Dạ. Có cái muốn nói cái gì quên mất à? Thôi để lát nói. Dạ, có cái điều là không biết từ sao hồi mà con thường thường á là mình làm một cái gì mình không có nói ra, sợ bạn bè đó. Nhất là nó nói mình đôi khi chắc ăn chay trường là khùng đi. Là mình cũng không có dám nói. Mình cứ lẳng lặng mình ăn mình làm thôi, đi làm ăn chay 5-6 tháng trời cũng không ai biết hết á. Mà từ lúc mà làm không biết sư phụ gia trì sao sao cái lực lượng mà khi mà làm liên lạc viên với sư phụ thì khi mà họ in cái cuốn sách biếu á gửi ra thì có cái số điện thoại con thì họ điện thoại tới, họ tới họ đến họ mua băng mua sách rồi. Thì lúc đó tự nhiên mình nói chuyện thao thao bất tuyệt à. Mà nói giáo lý của sư phụ thì cũng dựa theo những lời sư phụ giảng trên mấy cuốn băng thôi. Mà bình thường thì mình không có nói được hay như vậy. Mà đến khi mà người ta đến, người ta hỏi mình hay người ta điện thoại nói thì cái lúc đó biết mình có trí huệ. Dạ, tự nhiên mình nói rất là hay. Rồi bây giờ thì từ hồi đó mà tụi con Cường Nam Ấn thì bị sư phụ chưa có đến Đà Lạt lần nào đó. Có mấy người leo que, có mấy người bữa nay lên được khoảng 30 người sư phụ. Lên hả? Dạ. Mà còn phần lên thì bị gia đình nó cứ bà vợ tu thì ông chồng không có tu thành nó cứ cản trở từ từ mà... nói họ từ từ dạ. Hôm nay thì đỡ lắm rồi, phải có dũng chí mới được. Có nhiều người vợ đến cộng tu thì ông chồng đến nhà chứ mời lên nhà là không lên, gặp con không thèm nhìn nữa. Bởi vì họ nghĩ là chắc là quyến rũ họ vợ tới đây để cộng tu. Nhưng mà bây giờ thì nhiều gia đình thì bây giờ là vui vẻ nói chuyện đàng hoàng lắm. Mình đến mình nói cho biết chứ. Họ đến bây giờ tự động họ đến cũng như cái kỳ mà sư đồng kiểm mới vừa rồi đó, mới tuần rồi mình truyền tâm ấn ở Houston. Con đâu biết nhà chị Cúc ở dưới. Ông điện thoại tới mà chính cái ông mà ông mà lần mà ông đến nhà đó, ông không muốn nhìn mặt mình nữa đó. Thì bây giờ ông chỉ đường rồi rõ ràng lắm, chỉ đi xuống nhà chị Cúc. Tự nhiên à. Nói, bữa đó đi đó là chiều thêm bạn bức thù hả? Mà chở một chị xuống dưới truyền tâm ấn, chị nói là nếu mà con không có chở là chị không đi. Thành nó bắt buộc phải chở xuống dưới truyền tâm ấn xong rồi chạy trở về Đà Lạt. Thì sáng chiều chủ nhật là lên máy bay đi qua đây. Không sao đâu, sư phụ cũng bị nó hâm dọa xuống rồi chặt tay chặt chân xuống. Những cái ông chồng nó tự nhiên là cái tánh tình họ dịu trở lại, họ đối xử với mình nó họ biết chứ sau này họ biết là sư phụ chỉ cho vợ họ những vấn đề đạo đức chứ không có làm hại cho gia đình của họ thì họ sẽ phục. Còn họ hiểu đây, có một ông đồng tu của Đà Lạt nữa ngồi đây nè, sau khi truyền tâm ấn rồi là thôi thiếu điều vợ quánh luôn. Mà từ nay mới mấy tháng nay là tự nhiên cho đi cộng tu rồi, bây giờ cho đi qua đây luôn. Chà, là ông ngồi vợ ngon cái vậy hả? Chứ hồi đó là họ không được cộng tu nữa là sư phụ. Ông nào đâu. Chà, sợ vợ dữ vậy đó. Đâu có sợ đâu, thông báo ông sợ mới vậy đó chứ hả? Thông báo thiền tam là vợ kêu ông đi qua hôm nay đi. Vậy đó hả? Ngon lành. Hồi đó là đi cộng tu, tới nhà cộng tu cũng không được á. Vợ hiền chứ, không phải tại vì người ta hiểu lầm, người ta nghĩ là tại vì có nhiều người dạy đủ thứ nghề, đủ thứ đạo phải không, rồi làm hư hỏng gia đình ta, dạy những cái chuyện gì đâu không, rồi lấy tiền lên bạc ta nữa, thành ta sợ chứ, ta sợ gia đình hư hỏng, sợ chồng con không biết đường đi lạc, sợ vợ đi mất đi, chứ không phải người ta không có đạo, không có tâm đạo. Sau này người ta hiểu rồi thì người ta còn dùng ủng hộ hơn nữa. Thành ra những cái vấn đề đó mình phải tế nhị, mình phải giải thích cho họ biết đàng hoàng, mời họ lại coi cho nó rõ ràng minh bạch. Vậy đó thì họ biết, phải không? Nói cho họ biết, sư phụ dạy không có đòi tiền, đòi bạc, không có bắt buộc cái vấn đề gì cả, chỉ toàn vấn đề đạo đức không mà thôi. Còn sư phụ bản thân thì không làm gì mà thương hại cho ai cả, toàn là cứu người không. Bên trong bên ngoài cứu hết, người chết, người sống thì cũng cứu, người quen cũng cứu, người lạ cũng cứu, học trò cũng cứu, kẻ thù cũng cứu, không có người nào sư phụ mà không có cứu được mà không cứu hết, phải không? Nói cho họ biết vậy thôi thì họ hiểu hả? Đức muốn nói gì nữa? Giờ tại nãy cái bạn khóc hết rồi, bây giờ
tôi nói nha. Nói vấn đề mà xe, cái thể nghiệm xe đó thì trước khi qua đây hai bữa, tại con cũng quên luôn, con mới ông bác nó nói con mới nhớ lại. Thì thể nghiệm nhiều quá rồi, nhớ gì hết phải không? À, con đi xe cái hồi nào giờ con không bao giờ mà kéo dây beo mà để cột xích an toàn hết trơn á. Ừ. Cái bữa đó cái sáng ra con xích trước rồi, kéo vô trước cái vợ con mới giật mình, ông đi mười mấy năm đâu có thấy ông xích beo, bữa nay cho ông xích beo. Ừ. Nhưng mà đêm đó thì chắc lẽ con ngủ. Cái dây an toàn hả? Dạ, con ngủ. Bèo ai biết bèo cái gì? Tưởng đâu con bèo. Mà đêm đó con ngủ thấy cũng khó chịu, hình như con bị sư phụ gầy hay cái gì rồi đó mà con chưa không có rõ. Vừa đi gần tới chỗ làm cái đậu lại đậu đèn đỏ mình cũng bình thường, mình nghe bao nhiêu phụ nó cũng bình thường thôi, rồi hai chồng ngồi đó thôi. Ở sau chiếc xe 18 bánh thì một xe mà 18 wheeler nó để cái gầm mày nó thắng nó xuống cái chớn nó thắng không kịp đó. Nó đẩy xe con đi hơn một thước vậy đó. Ồ. Nếu mà không có cái bèo ra là chết rồi đó. Không có thể đập vô. Nhưng mà dùng kiến dưới hậu thì sau lưng tới hù bị nó cao quá đi. Nó dính vô cái cản ở sau mình luôn. Ừ. Bắt đầu chỉ có niệm nam mô sư phụ thanh hải vô thượng sư đó. Mà cái nó leo xuống mà tội nó lắm, nó xuống nó xem không sao chứ. Mình đâu có nghĩ mà nó dốc vừa phải mà đụng cái cửa đó là thường sẽ kéo sao không sao được. Ừ. Trong xe con có điện thoại đó, nó sợ mình gọi cảnh sát liền đó. Nó xuống dưới dòm xong không sao chừng rồi. Cái ông tặng nó cũng sách rồi đi. Đụng xe mà còn được tặng sách nữa thiệt sự. Xe bự luôn rồi, nó đẩy một cái xe mình đứng đậu rồi mà nó đi hơn một thước á. Nếu mà không có cái dây an chuyện đó là đập đầu vô kiến. Đập vô cái qua lăng. Hoặc là cái qua lăng đó là bể qua lăng, bể đầu. Đầu cứng không đập. Cái đó giống như Đức Chúa Giêsu nói người ta đánh mình má trái đưa má mặt ra đánh á. Hả? Ta đụng xe mình mà mình đưa cho người ta cuốn sách luôn. Ăn ủi người ta rồi đưa cho cuốn sách luôn.